Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha các bạn ơi. Thì trong tập ngày hôm nay á, mình sẽ không đi thuần hóa bất kỳ cái em động vật nào cả mà mình sẽ đi xây dựng nha. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những cái nguyên vật liệu cái đã. Thì mình sẽ đi xuống dưới địa ngục để mà đào thạch anh nha các bạn ơi. Đó, phải xuống dưới này thì mới đào được. Ok, xuống dưới địa ngục rồi nè. Ui, lâu rồi mình mới xuống đây lại đó các bạn à. Wow, không biết có gì đổi mới dưới đây không? À quên, không biết còn có thạch anh dưới đây không nữa. Trời ơi, đợt trước mình đào rất là nhiều luôn rồi đó. Để bây giờ mình đi kiếm coi nha các bạn ơi. Và xuống đây nó cũng khá là nguy hiểm các bạn ơi. Nó cũng có rất là nhiều cái loại mob khác như là gas nè, những con golem lửa, những con ngựa dưới địa ngục và bọ cạp nữa các bạn ơi. Rất là nguy hiểm luôn đó. Ôi sao cây đuốc mình không phát sáng vậy? Để mình bật nó lên coi. Đó, bật cái dynamite light lên này thì cây đuốc nó sẽ sáng nha các bạn ơi. Đó, sáng trưng luôn. Quá tuyệt vời. Để mình đi một vòng coi có thạch anh địa ngục quanh đây không nha các bạn ơi. Trời ơi, chắc mình đã đào hết rồi quá. Mình phải tìm một cái vùng mới thôi. Ở đây 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 đây, có mấy miếng thạch anh địa ngục nữa các bạn ơi. Để mình coi được bao nhiêu cục nào. Được có một cục à, trời đất ơi. Cho tôi cái gì vậy? Bên kia có con gát kìa bạn ơi. Thôi chúng ta sẽ né nó ra đi. Ghê quá hả? Đó, nó đã bay xuống dưới rồi kìa. Quanh đây còn có thạch anh nữa không ta? Rồi, chắc chúng ta phải đi mở một cái vùng mới thôi bạn ơi. Cái vùng này mình đã đào sạch bách hết rồi. Không thấy một miếng thạch anh nào luôn. À đây 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 đây, đây đâu nè. Ôi, có cái con baby zombie Bitman nó cởi con gà các bạn ạ. Tự nhiên mình nghe cái tiếng gà kêu dưới địa ngục, thấy nó hơi bị lạ. Đó. À thì ra là cái vùng này mình chưa tới các bạn ơi. Đó. Cái khúc chỗ này nè mình chưa qua. Rồi sẵn tiện thì mình sẽ đào thạch địa ngục luôn nha. Đây là cái con zombie Bitman này, đi ra chỗ khác. Để tôi vô tôi lấy thạch anh coi. Rất là nhiều thạch anh luôn nha các bạn. Rồi đào nãy giờ thì mình đã có khá khá thạch anh rồi các bạn ơi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra và tiến hành xây dựng thôi. Quên bật mí cho các bạn biết thì tập ngày hôm nay á mình sẽ tiến hành đi xây dựng cái bảo tàng trưng bày xương của khủng long đó các bạn ơi. Và kết hợp với nó là nhà kính để mà chúng ta trồng những cái loại thực vật cổ đại nha. Đó, sau này thì mình sẽ tiến hành đi tái sinh những cái loại thực vật cổ đại đó các bạn ơi. Đó, chúng ta chỉ mới làm về mấy em khủng long thôi, còn thực vật nữa. Trời đất ơi. Thì đầu tiên mình sẽ đặt một cái khúc gỗ keo ở ngay chỗ này nha các bạn. Đó, nó nằm chính giữa đây. Mỗi bên thì cách ra 22 ô đó. Bây giờ thì mình sẽ kéo ra 5 ô nữa nha. Đó, 5 ô gỗ keo. Có thể sau này mình sẽ tiến hành gộp cái việc nghiên cứu về cái kiến trúc này luôn nha các bạn. Đó, để mà chúng ta làm hẳn một cái trang trại ở trong luôn. Tự nhiên cái trang trại có cái việc nghiên cứu nó cũng hơi kỳ đó các bạn. Rồi, mình sẽ kéo ra 16 ô trước nha. Đó, 6 ô gỗ keo đầu tiên nè. Và bây giờ ra 16 ô. Chúng ta sẽ đặt một cái block gỗ keo tiếp. Để mà đánh dấu đó là cái tâm đó các bạn ơi. Mình sẽ xây theo cái kiểu hình cầu nha các bạn ơi. Rồi mình sẽ cố gắng làm nhanh cái công đoạn này luôn nha. Đã xong được hai bên rồi, chúng ta sẽ kéo nốt hai bên còn lại nha các bạn ơi. Bên đây cũng là 16 ô bằng thạch anh nè. Đó, và... ai da, ai da, ai da. Tự nhiên tới khúc này nó bị lỗi. Và 6 ô bằng gỗ keo nha các bạn. Rồi, mình sẽ qua bên kia và mình kéo nốt luôn nha. Cho nó ra dán hai cái đường chéo cái đã các bạn ơi. Rồi mình sẽ cố gắng làm nhanh cái công đoạn này luôn nha.
We'll be right back.
We'll be right back.
Thì mình cũng đã hoàn thành cái bảo tàng này rồi nha các bạn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy hai khối cầu và cái khối cầu thứ ba nó sẽ kết hợp như vậy đó. Ồ, nhìn nó khá là hấp dẫn luôn hen. Wow, xịn sò chưa? Đây các bạn ơi, xong ba khối cầu rồi nha. Đó, cái khối cầu thứ ba thì nó hơi bị gắn kết vô đó các bạn. Mình thích làm theo cái kiểu này nè. Ở đây mình có ốp mấy cái stone lab để mà cho quái nó khỏi xuất hiện nha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Mình dùng có mấy cái loại vật liệu thôi, như là thạch anh nè, cũng như là kính cường lực. Đó, ngoài ra chả có gì cả các bạn ạ. Mình dùng kính cường lực để mình có thể tiếp nhận được ánh sáng năng lượng tự nhiên nha các bạn. Wow, hấp dẫn, hấp dẫn. Quay, nãy giờ cũng đã xong rồi đó các bạn ơi. Trời đất ơi, quá là mệt mỏi luôn. Thì cái khối cầu thứ nhất này á, mình đã tốn rất là nhiều thời gian để mà ốp kính đó. Mình nghĩ rất là nhiều cách luôn để mà ốp được cái kính đó đó các bạn ạ. Sau khá là nhiều lần thử thì mình đã chọn cái cách ốp kính này nha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong tham quan thôi nha các bạn ơi. Ở đây mình có là một cái cửa nè. Đó, đây là cửa làm bằng đất sét đen nha các bạn. Đó, rất là đơn giản luôn. Rồi chúng ta sẽ đi vô từ từ đi. Trong đây mình vẫn chưa ốp sàn lại nữa nè. Ui, nhìn cái sàn nó vẫn khá là bần đó. Trời đất ơi. Ui, có mấy em zombie nè. Chết rồi, hình như có mấy chỗ mình chưa cắm đuốc nữa. Để mình dứt cái em Reaper này trước đây đã. Reaper nè. Rồi, nguyên em zombie áo giáp vàng nữa chứ. À, cái em xương. Né đạn, né đạn. Ây da, vẫn bắn trúng tôi. Bắn trúng tôi nữa đi. Nó chết queo rồi đó các bạn ơi. Ngon lành rồi. Ok, đại khái bên trong nó như thế này thôi. Sau khá là nhiều lần chỉnh sửa vào cái phần kính thì mình đã chọn cái cách ốp kính như thế này nha các bạn ơi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nè. Ui, ốp nó đều vải chưởng hả? Cực khổ. Sau bao nhiêu thời gian tôi bỏ ra thì cuối cùng nó cũng đã xứng đáng rồi đó. Ui, nhìn cái này nó đã thiệt sự luôn nha các bạn ơi. Wow. Mình làm kính như này không biết mặt trời chói vô nó có bị cháy quá không ta. Rồi chúng ta sẽ cùng tham quan những cái đường này nha. Chỗ này là đường cục thôi, nó cũng không có gì cả. Sau này thì mình sẽ kết hợp trồng những cái cây cổ đại trong đây nha các bạn. Chính xác là chúng ta sẽ tái sinh cây cổ đại đó. Dứt cái em như mini luôn. Rồi. Thế là video xây dựng của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn ơi. Trước mắt phần 1 chúng ta chỉ xây dựng cái khung thôi. Phần 2 thì mình sẽ tiến hành đi ốp sàn cũng như là đi trang trí bên trong cái bảo tàng này nha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay đừng quên bấm lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nữa.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.